Rồi, xin chào anh em nha. Rồi, hôm nay là mình mùng 3, mùng 4 gì của ngày Covid rồi. Thì của ngày dịch Covid này đang cách thi ở hẻm 128. Thì mình muốn là chia sẻ với anh em một cái đôi điều về cái dòng xe mà Vespa cổ. Nó là trong cái phạm vi clip này là mình sẽ dần cho anh em hiểu được là cái lịch sử hình thành của cái Vespa Piaggio này. Là mình chỉ nói dòng trong cái video gói gọn này thì mình chỉ nói về cái dòng Vespa cổ thôi. Đó, Vespa Rin, Atma rồi này nọ anh em. Rồi Lambetta rồi. Thì hồi nhỏ đó thì những ai mà như bằng tuổi mình cỡ 40 thì đều biết về dòng xe Vespa này rành, tại lúc đó còn chạy nhiều. Rồi không có biết lịch sử của nó nhiều nhưng mà cái lúc mà mình còn nhỏ thì xe này còn chạy nhiều. Thì Vespa này nó xuất xứ từ Ý anh em. Xuất xứ từ Ý. Thì lịch sử hình thành của nó đó thì anh em coi ha. Thì cái người mà thành lập ra cái công ty này là Piaggio á, là ổng tên là Piaggio luôn, người Ý. Là cái công ty là lúc đầu á, thì sản xuất là những cái phụ kiện máy bay nè, tàu hỏa nè, thì đó chứ không, với lại sản xuất gỗ rồi chứ không phải sản xuất xe. Thì sau Thế chiến thì mới sản xuất xe, thì anh em có thể là coi lịch sử nè nha. Rồi mình sẽ nói tiếp. Vespa đó thì ở đây là có một số người đó là chơi Vespa. Thì bây giờ là mình sẽ cho anh em một số hình ảnh về Vespa, rồi mình sẽ nói về cái hay của nó và cái ưu và cái nhược của nó, và mình sẽ nói về cái khi mà mình chạy thì mình phải cần chăm sóc cái gì, rồi cái độ dáng của cái dáng nó đẹp như thế nào ha, thì hay là xấu như thế nào, thì mình sẽ nói cho anh em nghe nè. Anh em coi những hình ảnh Vespa nha. Thank you.
Thì đó anh em thấy những hình ảnh không, mấy chiếc Vespa rất là đẹp. Thì Vespa đó là viết tắt của từ là con ông, con nói chung là con ông bầu, con ông già dẻ vậy đó. Thì anh em nhìn cái chiếc Vespa mà hai thì á, anh em nhìn thấy cái cớp nó giống như là cái đuôi con ông vậy, cái mình con ông vậy anh em á. Mà cái tiếng nổ của nó làm cái tiếng bô rất là hay, giống như con ông mà đang đập cánh vậy, đó. Rồi nó làm cái dáng vẻ giống như là con ông nha. Đó. Thì cái đó là mình theo mình biết vậy vậy thôi. Thì cái người sáng lập nó ra ra cái con Vespa này là Piaggio ha. Thì Vespa nó mình thấy cái dáng nó thì nó cổ điển nhưng mà nó rất là đẹp anh em. Hồi xưa mà có một cái bộ phim như mình coi là có hai cái người mà cũng đi chiếc xe mà xe của Ý á, chạy vòng 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 thành phố Ý á, cái xe đó rất, còn hồi xưa còn trắng đen đó. Mình có dịp mình coi cái phim đó nhưng mà mình quên tựa rồi. Thì Vespa nói chung là cái kiểu dáng đẹp nè, rồi tốc độ của nó cũng rất là cao nha anh em. Nó là động cơ của nó rất là bền bỉ. Anh em thấy chạy tới bây giờ mà anh em thấy cái động cơ của nó, anh em nó rất là êm. Nó chỉ bị là lâu ngày quá nó bị là làm máy đồ nhiều quá thì cái lốc liếc rồi nó bị ấy thôi. Thì là đa số là những chiếc Vespa mua mua bây giờ về là không có còn y nguyên đâu anh em. Thì phải làm lại hết, làm đồng lại rồi sơn rồi thì giá cả rồi anh em lên mạng kiếm thì nó cũng mắc đấy. Mình làm đồng một chiếc Vespa rất là mắc, tại vì khung sườn nó là nó nguyên cái sườn hộp nó bằng sắt anh em. Rồi rồi cái ưu điểm của Vespa là đẹp ha, rồi sang trọng. Đối với những giới trẻ bây giờ thì họ không có thích đâu, chỉ còn một số người mà ưa chuộng cổ điển rồi hả, mà sự hòa hòa nhã và một cái tâm hồn tĩnh lặng á. Những giới nữ giới nam mà bây giờ thanh niên á thì họ mới chơi Vespa thôi, nhưng mà đa số là họ sơn lại những màu sắc sặc sỡ chứ không phải là những cái mà một cái tông màu như ngày xưa đâu. Theo Vespa thì cái tay cầm nó vậy nè, thì cái động cơ nó là thiết kế là vô số bằng tay rồi Abiya tay đó. Thì cái máy nó nằm nỉển qua một bên vậy anh em. Thì khi mà mình chạy á, mình chạy đường thì có cảm giác như là nó nỉển nỉển qua một bên á, nỉển qua bên cái máy á, phần máy nó cũng rất là nặng. Rồi nó giải nhiệt bằng gió. Rồi động cơ thì trang bị động cơ hai thì ha, động cơ hai thì vít lửa, sau này người ta còn chuyển qua IC rồi. Rồi mấy cái đợt đầu thì nó là vít lửa. Thì Vespa này chạy tương đối bền bỉ à, chạy cái nhược điểm của nó là bánh nó nhỏ anh em à. Bánh nó nhỏ thì khi anh em chạy ở ở những cái đường mà gồ ghề hay là chướng ngại vật nhiều á thì rất là khó chịu. Thắng nó thắng chân nhưng mà nó chìm qua sợi dây cáp mà tới bánh sau chứ không phải xài đũa thắng như là những xe mà số phổ thông đó. Thì cái kèn thường thường nó chơi từ ở cái đỉnh này nè, nó ở trên trước nó có một phuộc thôi, trên trước á, trên trước chẳng ba nó có một cái phuộc thôi, một cái phuộc ở bên đây không có ốc bắc gì hết, chỉ bắc vô như cái trục bánh xe thôi. Cái đó là họ lấy thiết kế từ cái bánh xe máy bay á nè, cái bánh xe để lái cái của những cái chiếc máy bay. Chỉ có Piaggio là có mà ở trên trước một phuộc như vậy thôi, ít thấy hãng nào mà làm cái kiểu đó. Thì động cơ này rất là bền bỉ 4 số, mà cái số của nó đó anh em, cái số của nó thì nó không có nhông sinh dĩa rồi đó, từ cái cốt số đó, nó ra thẳng vào bánh xe luôn, cho nên cái số nó rất là to. Chút mình sẽ có hình ảnh minh họa cho anh em coi đó. Thì mình thấy nhiều người nữ bây giờ đó, là ra đường bận đồ thể thao rồi mà đi Vespa nó cũng đẹp lắm. Mình thấy trong những cái hội rồi họ đi rất là đẹp, rồi động cơ nó cũng rất là êm. Nhưng mà để chúng ta mình nói cái nhược của nó thì anh em mà đi đường mà giờ dằn rồi đó thì cái bánh xe nó nhỏ với lại nó niễn niễn đó là rất là khó chạy, ghì rất là nặng đó. Nhưng mà anh em chạy đường trường đó thì chạy vô địch thiên hạ luôn anh em. Những chiếc Vespa này họ đã từng đi tour đi phượt là toàn quốc luôn à, rất là ok đó. Đó, động cơ hai thì ha, mô bin sườn nó cũng rất là to, giải nhiệt bằng gió. Thì mình cũng đã từng chạy chiếc Vespa này này. Chiếc Vespa thì kiểu dáng nó rất là nhiều đó, kiểu dáng rất là nhiều. Rồi nó có bánh xe cua, nhiều khi để ở dưới đằng sau yên sau, rồi có khi để ở trên cái cổ lái xe ngay chỗ cái ở trên trước nè. Rồi có nhiều chiếc thì để bên hông rồi tùm lum hết, nó nhiều thiết kế lắm anh em đó. Thì đa số thì nhìn chung là Vespa là kiểu dáng thì đẹp, nhưng mà bây giờ dặn là lâu ngày là lỗi thời rồi, thì người ta không, nếu mà anh em
Nếu mà anh em mà tân trang nó lại đàng hoàng, mà biết chơi đàng hoàng, dán tem đề can đàng hoàng là nó không thua gì một chiếc xe mới đâu. Nhìn đậu hai chiếc sát nhau thì nó không thua những cái xe. Thì ở Sài Gòn này hồi đó mình thấy ở đường Lý Thái Tổ nè, rồi những cái trên quận nhất đồ, người ta cũng phục chế Vespa này rất là nhiều, nhưng mà giờ thấy hết rồi. Thì rồi ở trên Bình Long mình cũng vậy, hồi đó ở cái chùa Phú Đức anh em, thì có một chiếc xe đó chở thuốc, mà thuốc đó thuốc nam, đi về hốt thuốc nam về cho chùa, là chở mấy thuốc đó, thì nó rất là cũ kỹ rồi, nó mất bẩn mất đồ tùm lum hết rồi. Nhưng mà có người ở Sài Gòn lên là đổi đổi là mà bù là khoảng mấy triệu bạc rồi hả, còn đổi ngang với chiếc que alpha rồi bù tiền nữa, que alpha mới chốc luôn. Đó là mình thấy là người ta cần cái giá trị chứ không phải là vì cái mặt tiền bạc đó. Thì cái dòng Vespa này là số của nó là số lùa, nó vô số lùa, nó như cái nó không có cái cần lừa giống mình đâu, nó có cái ngôi sao ở trên giữa cái số này mình lướt mà. Còn nồi thì nồi Amiatai thì nó xài giống giống như nồi cúp vậy anh em, nồi xe cúp đó. Thì cái xe này thì anh em đi xe này thì nó hay là nó hơi tốn xăng, tại vì xe hai thì là phải tốn xăng rồi, với lại nó thường thường là dít lửa thì nó sợ nước, cho nên là anh em nó dơ dít lửa rồi, nhưng là nhất là phụ nữ chạy thì rất là phiền phức, với lại nó nặng nữa, khi mà nó bị bể bánh rồi đó, bể bánh xe rồi xì lốp xe rồi thì vẫn rất là cực, nó niễn niễn rất là nặng đó. Nhưng nếu mà Vespa này chạy đường trường thì mình nói là nếu mà ra đà lộ Vũng Tàu rồi cỡ mà quay alpha rồi chạy không lại nó đâu anh em. Nếu mà nó thì chọt lòng nữa. Thì Vespa đa số là đạp đạp cơ cấu khởi động là đạp khởi động là đạp chân không à, thì giò đạp. Thì sau này là họ chế là Vespa có đề, những đời sau á họ nó có cái mặt bích sẵn thì chế đề rất là dễ. Là cũng có một cái anh ở trên Phú Thọ, anh chị anh cũng có chỉ mình. Thì cái dòng này nói chung là mình cũng ít làm lắm, nhưng mà để mà có mà cho anh em là có một cái sự nhìn nhận về Vespa. Thì với lại những anh em nào mà thích xe xe cổ thì có thể là xem clip vui ha. Thì mình sẽ cho những cái hình ảnh cụ thể như vậy đó. Thì kính chào anh em, thì anh em có thể là sưu tầm những cái hình ảnh Vespa hoặc là tham gia hội Vespa thì nó rất là hay. Nếu mà có xe thì mình thấy là rất là bây giờ là những cái hội xe cổ rất là nhiều, anh em cũng nên là vô coi rồi để họ coi họ cái họ thiết kế chiếc xe của mình như thế nào. Rồi xin chào anh em nha. Rồi.